Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, bên em mới về được một lô JBL K81 thì hôm nay em giới thiệu cùng lên với lại quý vị và các bác. Và em sẽ test cái chất âm cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe. Đây là dòng loa JBL ở hàng bãi xịn của Mỹ. Nó được trang bị một bát 25 và hai chép. Với cặp loa này thì quý vị và các bác chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là cái thanh điều hướng chép đây này. Đấy, e căng thép không gì các bác nhé. Và bên ngoài thì được trang bị màu đen, giúp cho cặp loa rất là bắt mắt và nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy. Các bác chúng ta có thể để nằm, để đứng lên hoặc là các bác treo lên cũng được. Đấy. Với cặp loa này thì đảm bảo với lại các bác là các bác chơi cực kỳ là hay ở trong những không gian từ 30 mét vuông đổ lại. Hoặc là các bác chúng ta cũng có thể làm loa lời cho những cặp loa full 25, những cặp loa nằm 30 hoặc là những cặp loa full 30 thì đều được. Đấy. Đặc biệt nếu mà quý vị và các bác chúng ta không làm loa lời, đấy, các bác không làm loa lời và các bác làm loa chính thì những gian phòng từ 30 mét vuông đổ lại các bác chơi nhạc đa năng, các bác chơi thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, các bác chơi nhạc, các bác chơi thoải mái luôn. Vừa hát karaoke này, vừa nghe nhạc này, đấy, và các bác chơi nhạc đa năng, các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc. Với cặp loa này thì nó là hàng bãi xịn của Mỹ. Các bác hát karaoke nó rất là thoát tiếng và thoáng tiếng, tròn vành rõ chữ, sắc nét và rất là trong trẻo lời ca tiếng hát. Đấy. Và đặc biệt là các bác hát karaoke thì cái lời ca tiếng hát của các bác nó rất là thoát tiếng và thoáng tiếng các bác nhé. Rất là thoát tiếng và thoáng tiếng. Đấy, các bác hát karaoke nó không bị mệt. Nghe rất là sướng tai, rất là đã tai luôn. Hiện tại thì cặp loa này bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Còn vâng, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Còn bác nào mà chưa có dây thì bên em sẽ tặng kèm thêm dây. Đấy. Vâng, một chút xíu nữa thôi thì em sẽ test cái chất âm, quý vị và các bác chúng ta sẽ thấy được là cái chất âm nó vượt xa tầm tiền các bác nhé. Bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên và em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe một hai bản nhạc, và sau đó em sẽ test tiếng mic cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng kiểm nghiệm các bác nhé. Bác nào mà đang nghe qua điện thoại thì các bác kết nối tai nghe và giúp em để nghe được cái chất âm nó chân thực nhất các bác nhé. Từng là tất xoay đi không cho đời đời anh lệ lai. Giờ thì chắc bên em nắng phương, em mắt môi em say. Em nhớ anh tình không, nơi có anh chờ chăm. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương yêu vẫn vương, khi đôi ta biệt ly. Giờ thời đã đi mình nhớ thương cho trái tim không gì. Em có anh về chăm, ta đứng đây chờ mãi.
buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua từ đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ, sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới sẽ nên người ta phụ mình quên nhau làm chi, thương đau chung lấy chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho lời đắng cay mà chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Là cái chất âm của cặp loa JBL KI81 mà em vừa test một bản nhạc sống và một bản nhạc remix. Đấy. Cái chất âm thì nó rất là hay, và khi mà em test những bản nhạc mạnh, những bản nhạc remix thì các bác chúng ta có thể nghe thấy là cái chất âm nó rất là hay, đúng không ạ? Nó rất là mạnh mẽ. Đấy. Rất là mạnh mẽ, rất là uy lực. Bây giờ em sẽ test thử cái chất âm karaoke để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe thử và cùng tham khảo cặp loa giá chỉ có 2.800.000 đồng này các bác nhé. Nên 1, 2, 6, 7. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua mà để. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thờ, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly khóng tình đầu giang dở, đêm xuống than thở vang cùng hờn, thêm sắt xe tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương giữa sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi,
Dạ vâng, vừa rồi thì em đã test tiếng mic bằng cặp loa JBL-K81. Đấy. Cái chất âm của nó thì khi mà hát karaoke nó không hề bị mệt và nó rất là thoát tiếng và thoáng tiếng. Đấy. Cái chất âm thì nó rất là tròn vành rõ chữ. Đấy, rất là tròn vành rõ chữ, sắc nét và lời ca tiếng hát rất là trong trẻo. Vâng. Thật là bất ngờ đúng không ạ? Giá chỉ có 2.800.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bác chúng ta đã sở hữu được ngay một cặp loa hàng bản xịn, đẹp chất và hay như thế này rồi. Đấy. Mọi chi tiết thì xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ.